hôm nay bàn giao sổ cho một người anh. Anh xem chưa? Anh xem hết chưa? Anh xem rồi. Xem rồi. Của anh này, của chị này. Có mọi thông tin này anh xem rồi. Qua anh vừa xem là hình ảnh, bây giờ anh xem thực tế, vừa đây xem rồi. Ok. Không thêm mét nào nhỉ? Mong mong làm sao mà 5 năm nữa anh chỉ cần x2. Nếu là x hơn thì em xin nhá. X hơn anh sẽ có quà chú. Ok, cảm ơn anh. Đấy, trước tiên là chưa biết như thế nào thì em có một món quà dành tặng anh. Anh đoán đi, bên trong là cái gì? Ơi không được nhìn. Đây là bức tranh rồi. Anh nhìn thấy lộ hết. Đây là bức tranh nhưng mà bức tranh vẽ gì thì anh chưa biết. Hay quá. Anh đoán đi. Xem là vẽ ai. Đoán đúng tặng thêm mảnh bên cạnh. Cái này thì rất là khó đoán. Thật sự là bởi vì là món quà anh đã bất ngờ rồi. Thế trong khi đó là bên trong món quà là cái gì thì làm sao mà anh đoán được nó. Nếu như thế thì anh này giỏi quá. Ok. Đấy, bên này là xem là lộ hết. Bây giờ thì anh em mình sẽ bóc ra xem bên trong là gì. Hả? Vâng, bóc luôn, anh em mình khui quà luôn. Đấy, bây giờ là sẽ biết ngay bên trong là gì mà. Đó. Đây là một bức thư em viết gửi đến anh. Rồi. Cảm ơn anh. Nhưng mà cái này là như anh không nhầm, phải về nhà mới được đọc. Về nhà. Đây là một bức thư mà chẳng ai giống ai. Mỗi người, tại vì cảm nhận của em về cái quá trình cũng như là cái câu chuyện, rất là cảm ơn anh vì đã tin tưởng và trao cho em cái cơ hội. Okay, em. Hỗ trợ anh. Ok em, ok dạ. Em. Wow, xem nào, ai đây? Cái gì đây? Cứ bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh thôi. À, nói nhà ra là anh mình. Ô. Bất ngờ quá nhỉ? Đây là anh đang ngồi ở đâu đây? Anh đang ngồi ở Tam Đảo. Đấy, em đang đoán là Tam Đảo rồi. À. Đấy. Lúc này là đang nhìn đồng hồ xem là vợ đã gọi về nấu cơm hay chưa, đúng, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thế thì xem nào, anh đang suy nghĩ về cái bức tranh này. Đây là tranh sơn dầu. Tranh này là sơn cho dầu. Cho anh hỏi là em vẽ hay em vẽ? Em không vẽ được. À, thì anh đây hỏi nếu như em mà có cái tài này nữa thì đúng là... Thì bó tay. Em có một anh họa sĩ chuyên vẽ tranh. Thực ra anh vẽ nhiều tranh nhưng mà những bức tranh em đặt thì sẽ phải có nhiều cái đặc biệt bên trong. Đây cũng là một khách hàng, anh họa sĩ này. Anh hôm em xin Facebook của anh ấy thì thực ra là để em đi tìm một cái điều gì đó bên trong. Thế à? Chứ để mà tự nhiên làm sao em có được những cái bức tranh như này. Và những bức này thì em đã phải chọn lọc qua rất nhiều các cái bức khác. Thì em thấy bức này là phù hợp và nhìn rất là phong độ thần thái. Và chúc anh luôn giữ vững được phong độ và công việc luôn luôn là thuận lợi. Và mỗi một tháng chỉ cần là gấp khoảng độ tầm 10% so với tháng trước thôi. Là quá là happy rồi.